Đây là một combo skincare mà mình rất là khuyên các bạn nam con trai, đặc biệt là các bạn nào mà có da dầu mụn giống như nghiếu mình nên thử. Đấy là tẩy trang và serum đến từ nhà Garnier nha. Nhất là vào cái thời tiết nắng nóng như thế này, da mặt của chúng mình rất dễ thành một cái chảo dầu. Và từ đó thì rất là có khả năng sẽ lên mụn một cái mất kiểm soát ý. Chính vì thế mà cái serum này của nhà Garnier sẽ là một bảo bối cho cây nam vào cái mùa hè này đấy. Em serum này thì mình thấy sẽ giảm nhờn này, ngừa mụn trước cái mùa nắng nóng ý. Nó thấm rất là nhanh và nó không có gây vết dính gì nha. Bảng thành phần thì mình thấy rất là thích hợp với da dầu mụn. Bạn nam nào mà có một cái làn da giống như người yêu tôi trong vít thì phải thử ngay kem này đi nhá.